Xin chào cả nhà luôn nha, chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và bình an. Hôm nay mình sẽ tiếp tục câu ở Thủ Thừa ha mọi người. Đây, con kênh ở sau lưng mình nha. Đó. Lục bình, cái bích luôn ha mọi người. Để nói chung là tình hình giờ câu cá mà ít lục view quá mọi người ơi. Mình bị giảm mất đề xuất á. Giờ đang lên không có nhiều người coi rồi, cũng làm biến đi câu quá rồi. Đi từ nhà đi tới đây 60 cây đó mọi người. Mọi người thấy nếu mà ấy thì ủng hộ cho mình luôn nha. Rồi, chúc người xem video vui vẻ luôn nha. Rồi để mình quay có câu có cá mình sẽ quay cho mọi người xem. Rồi nha mọi người. Rồi, đón gỡ nè. Nó sạc ràng chảy rồi người ơi. Con người quá xa bự rồi. Vậy à, nung à, để mình đỡ luôn. Nhả phao, nhả phao mày vô nha mọi người. Cá ú à, chung cá mùi này ngon lắm mọi người ạ. Rồi, để mình đỡ luôn. Ăn luôn rồi. Trời ơi. Pro nha mọi người. Quá ngon rồi. Quá đã. Rồi để em gỡ luôn. Mọi người. Quá ngon mọi người ơi. Rồi, anh gỡ luôn.
Ăn luôn mọi người ơi. Ôi ngon rồi. Quá đã. Rồi để gửi luôn. Ôi nha mọi người, quá bự. Trời chỉ mưa quá mọi người ơi, không biết sao đây. Rồi để mình gỡ luôn. Thôi nha mọi người. Có đã. Rồi, để mình gỡ luôn. Thôi nha mọi người. Rồi, để mình gỡ luôn. Trời ơi. Rồi mọi người. Đó đã. Rồi, để em gỡ luôn. Rồi nha mọi người. Ừ, quá ngon, ngon thật sự. Ba con hở nha. Rồi để mình gửi. Quay mọi người ơi. Đầy quá. Đầy mọi người. Quá đã. Quay để anh gỡ luôn.
thôi nha mọi người. Bắt thuê rồi để gỡ luôn. Mập lúc luôn rồi. Quá đã, rồi để gỡ. Quá đã mọi người ơi. Rồi để anh gỡ luôn. Rồi mọi người. Rồi để mình gửi luôn. Rồi nha mọi người. Rồi nha mọi người. Rồi mọi người. Rồi mọi người ơi. Rồi để mình gỡ nha. Rồi nha mọi người. Quá đã. Rồi để mình gỡ luôn. Rồi nha mọi người. Rồi, để em gỡ luôn.
Đúng rồi, rồi rồi lên đường em thác bác nha mọi người. Rồi để em gỡ luôn. Đây nha mọi người, cây này chắc cây dồ quá, cây lai mọi người ạ, à. Cũng bự cũng được, rồi rồi gửi nha. Chơi nữa nha mọi người, chơi like mọi người ơi. Cái này dài nướng cũng được, chiên cũng được. Rồi để mình gỡ luôn. Ừ, mới chốt chụp bá luôn mọi người. Rồi để em gỡ luôn. Rồi, chuyến câu bữa nay được như đây nha mọi người. Đun được hai cái trên lai với mỗi cá rô cũng ngon ngon. Rồi mình cũng kết thúc video đây nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.